Trước khi đi thì ông nội có để lại cho ta một cái giáo án rất là vô cùng ghê gớm, đó là mù rác lên tầng đó. Đúng vậy, phải lên tầng. Nhờ áp dụng giáo án này mà ta đã tuột 3 sao. Hay dạ, lâu nay con cứ tưởng là mù rác phải lên phép chứ. Phép cái bà đối mày. Lên tầng nghe chưa? Ủa nhí à, này khi mãn cái đầu người. Tổng tổng thấy vậy có được không? Phải làm sao, phải làm sao? Em không biết vì sao mà sau cái cô gái này đợi đến giây cuối cùng thì mới chịu chấp nhận vậy. Lên tân thì đi sụp B là đúng rồi. Sau khi S4 thấy Murat đòi đi sụp B thì S4 đã có dấu hiệu của một thanh niên ngáo đá. Nó làm cái gì vậy trời? Chào mừng đến Bình Nguyên Vô Tận. Chào mừng đến giáo án Murat Fultan. Later. Thay vì lên farm lính thì top của team bạn lại đi tìm hai bạn gái kia đang chơi con gì. Tại sao lại mấy gái như vậy? Lúc mà nó xuất hiện trên top thì tôi đã cấp 3 và nó chỉ mới cấp 2. Tôi cứ ngỡ là tôi sẽ ăn được nó nhưng không, nó tặng cho tôi một quả hung. Nhưng mà tôi đang có bộc phá, tôi chỉ đợi hồi chiêu được thôi thì... Quá ghê gớm. Later. Combo của Murat thì cực kỳ dễ, lấy ngồi tại, lấy ngồi tại. Lướt, lướt, ulti. Bị chói rồi. Ulti, chiêu 2 xong ulti, biến về. Quá đơn giản đúng không? Tiếp tục lướt, lướt, chiêu 2, đánh thường, ulti. Bị KS. Lướt, lướt, lấy máu, đánh trụ, đánh trụ, đánh trụ, đánh trụ. Combo này rất đơn giản luôn, biến về. Không kịp biến về thì bị người ta đánh cho thấy bà cô nội luôn. Lấy theo. Một khi Murat đã lên tanh thì cái độ châu bò của nó là khỏi phải bàn. Vậy nên mọi người cứ thế mà lao vào giao tranh thôi. Nói vậy thôi chứ chúng ta cũng phải biến bóng về thôi. Chúng ta vẫn là dân chơi thích dìa máu. Thì lần này tôi sẽ cà khịa thành buster. Lướt. Chiêu 2 đánh thường, ulti. Quá đơn giản. Đánh thường, đánh thường, lướt, lướt, ulti. Chạy thôi, biến về. Ôi chết bà, có thần bích. Ôi ôi ôi. Phá trụ và đi cùng AD là những điều mà một người lên tanh hay làm. Nhưng vì tôi chơi Murat nên tôi còn hay cà khịa team bạn nữa. Bằng cách là tôi bắt thằng Vera team bạn này. Nhưng mà thằng Batman cũng như thế, nó cũng bắt được thằng AD team tôi này. Tại sao tôi lên tanh mà không bảo vệ được AD á? Thì đơn giản thôi, tôi là Murat mà. Murat thì cần làm gì? Cần làm thế này này. Rồi làm gì? Chạy chứ làm gì nữa. Còn lại thì cứ để cho hình diêu lo đó. Mặc dù là chơi mu lên tanh nhưng chúng ta cũng phải đi farm nhé. Mà gặp kẻ mạnh thì chúng ta cứ chạy thôi. Vậy mới săn được. Team mà bị đánh thì cũng cứ lao ra thôi. Châu bò mà sợ gì. Cùng lắm thì hy sinh thôi có gì đâu. Nhưng mà team tôi mạnh lắm, không có hy sinh được đâu. Thần cu Vera này thì nó cứ nhây nhây, mặc dù nó còn có xí máu, đã phế rồi mà còn da gió. Và thanh niên Vera này phải nhận một cái kết cay đắng là bị tôi giết chứ còn gì nữa. Xem đây. Mà dù sau đó tôi cũng bị giết thôi nhưng mà không sao. Hỗ trợ team như thế này là được rồi. Khúc sau tôi định đi ăn bùa của team bạn thì không ngờ thằng Vera nó lại núp vào trong bụi. Và tôi có một pha ulti hơi đần. Như bao nhiêu người chơi Murat cá thì chúng ta cứ lấy nộ và sau đó chúng ta lướt lên trên để cà khịa team bạn. Đấy. Rồi sau đó giật bóng về. Cùng vui hết cơ bản. Morai bị nhau đá rồi. Tôi lại lướt lên mặc dù có ulti nhưng mà không kịp. Sau đó tôi dùng ulti để với ban lính này. Các bạn đừng có lo. Murat lên tanh thì phải gọi là lướt thoải mái luôn. Lên tanh như vậy thì mọi người đánh lính nó sẽ lâu chết á, thành ra mọi người lấy rất là nhiều cái nội tài luôn. Mà lên tanh vậy không sợ mấy con phép được mọi người.
Ngày xưa lên đam bị mấy con Vera này đứt bụi bắt cái là chết chứ gì, nhưng mà lên lên tâm thì nó bắn thấy bà luôn, cũng không xin ra gì. Ngay cả thần Batman cũng như vậy. Trong lúc tôi đang đi lên thì nó đã chặn đầu và bắt lén tôi. Nhưng mà nó lại không biết rằng tôi là Murat lên tâm, vậy nên tôi đã đánh nhau với nó rất là lâu. Khi Murat lên tâm thì chúng ta sẽ đánh theo kiểu ao nhây nha mọi người, chứ không phải là một phát ăn ngay. Vậy nên tôi cứ thế mà đánh với nó, đánh rất lâu luôn mọi người ơi. Tôi quanh tận 2 lần ulti luôn. Mặc dù đam khá là yếu nhưng chúng ta được cái độ châu bò để lấy lại. Suy ra lên tanh cũng rất là kinh khủng và giáo án mù rác lên tan đá thành công rồi đó. Ông cố đội đã nói là giáo án này là ghê gớm mà, đánh phát thuộc 3 sao luôn. Cái này đánh thường mà.